Ôi, anh đã thấy không rồi đó. Có gì anh từ từ nói với anh đá gì là sai rồi đó. Không biết cái gì hết. Liên quan đến sự việc người đàn ông ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đạp đổ bàn nhân viên y tế đang gây xôn xao dư luận chiều ngày 23 tháng 7. Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cho biết người đàn ông này vừa bị công an xã Phước Kiển ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức 3 triệu đồng. Theo xác minh, sự việc xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 7 năm 2021 tại đường số 9, khu dân cư La Villa, ấp 4, xã Phước Kiển, khi tổ y tế xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết vào thời điểm đó không đảm bảo tốt cho công tác bảo quản mẫu và gây khó khăn cho quá trình thực hiện việc lấy mẫu, bầu trời có dấu hiệu chuyển mưa to kèm theo gió lớn, nên tổ công tác dời bàn làm việc vào khuôn viên căn hộ không có người ở trên đường số 9. Đến khoảng 15 giờ 55 phút, người đàn ông trong video chạy xe ô tô về đổ gần đó và lớn tiếng quát nạt các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, yêu cầu tổ công tác phải dời đi nơi khác, không được tiến hành hoạt động lấy mẫu tại khu vực trước nhà số 75. Sao có thể bình tĩnh được? Mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ. Nhưng mà có làm gì trốn nhà anh đâu. Ở đây còn người ở đây. Tôi nói với ra là bây giờ đây này. Bao nhiêu người đánh giả tôi. Hả? Tại sao ở đường khúc này? Nửa nhà nó kia. Quần dẫn ok, đúng rồi. Chỗ ai không thì cũng... Người này đã dùng chân đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu đang được đặt dưới lòng đường, làm cho hồ sơ, vật tư y tế trên bàn chưa có mẫu bệnh phẩm bên trong rơi đổ xuống mặt đường. Tổ công tác can ngăn ông và thu nhặt vật dụng, hồ sơ, di dời bàn tiếp nhận mẫu đến khu vực cuối đường số 9 dự định trước đó để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Người đàn ông tiếp tục chửi bới rồi sau đó điều khiển xe ô tô bỏ đi khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được một nhân viên tổ y tế xã Phước Kiển quay lại và đưa lên trang Facebook cá nhân. Từ đó, các tài khoản Facebook khác chia sẻ lại, gây bức xúc trên mạng xã hội. Công an xã Phước Kiển đã vận động người thân của ông này liên lạc, đề nghị ông trở về nhà để phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Đến khoảng 30 phút sau thì ông lái xe trở về. Qua làm việc, ông trình bày lý do hành động như trên là vì nóng nảy, lo sợ việc lấy mẫu tại khu vực trước nhà mình sẽ gây lây lan dịch bệnh cho những thành viên trong gia đình, cho rằng tổ y tế xã Phước Kiển chưa thực hiện đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Công an xã Phước Kiển tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chuyển lên công an huyện Nhà Bè để tiếp tục xử lý. Công an huyện Nhà Bè đã khẩn trương xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, củng cố hồ sơ, xử phạt hành vi vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với người đàn ông đạp đổ bàn số tiền 3 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định xử phạt và người này đã chấp hành thực hiện quyết định xử phạt.